Xào gì không dùng lửa? Xào sáo. Xào sáo, lên. Đây là câu đối chữ. Kiến sợ loài chim nào nhất? Con kiến nó sợ loài chim nào nhất vậy ạ? Rất đơn giản. Chim cỏ kiến. Lên. Quá dễ, hai câu đầu quá dễ. Câu thứ ba. Hơi mệt tí nhưng không sao, cũng dễ luôn. Con vật nào thích làm thơ? Lại là đối chữ luôn. Con người thích làm thơ. Con vật, đang đố con vật nha, con vật. Bây giờ mình bắt đầu phân tích nè. Thơ có nhiều loại thơ gì? Dạ, con cóc thích làm thơ. Lên. Đúng không? Đúng. Mình chịu phân tích là nó ra hợp lý. Không có gì khó cả. Đây là câu đối chữ. Khánh Vân thấy ngán những câu hỏi nhanh như chớp vì phải suy nghĩ quá nhiều thì gọi là gì? Khánh Vân thấy ngán thì dĩ nhiên chữ đầu nó phải là chữ vấn từ. Khánh Vân thấy gì? Khánh Vân thấy ngán, tháng ngáy, tháng ngán thấy. Đi sai hướng rồi. Dạ khoan, nản, chán nản. Không chính xác. Ai biết ạ? Mình thấy ngán. Ngán ngẩm mà. Bán ngẩm chính xác. Ngán ngẩm hả? Đúng rồi. Ngộ vậy. Ngẩm là nghĩ đó. À dạ. Khánh Vân thấy ngán những câu hỏi nhanh đi chớp vì phải nghĩ quá nhiều thì là ngán, ngẩm. Theo lời bài hát Waiting For You của Mono, Đơn Phương nhớ thế này. Ủa này dễ vậy? Đông theo Phương... lời bài hát Đơn Phương như thế này. Biết bài này không? Dạ biết, nhưng mà em chỉ biết cái vụ điệu nhảy thôi chứ em có để lời. Nhớ người yêu cũ. Ú hòa biết không? Dạ nhớ yêu cũ. Nhớ không, người yêu cũ sáng. Ai biết ạ? Em không thuộc lời lắm. Hai. Hỏi em. Các bạn có biết không? Đơn Phương chơi đến một nàng thơ chính xác. Cũng trong lời bài hát trên, ca sĩ Mono đã say mê điều gì ở cô gái? Say mê nhan sắc. Không chính xác. Vì say mê là ánh mắt. Say mê ánh mắt yêu luôn cả bờ môi. Đó, cái câu đó là như vậy. Đây là câu đối chữ. Bông hay giỡn thì gọi là gì? Bông hay giỡn hả? Quá dễ. Bông đùa. Lên. Hoa gì càng tưới càng héo? Hoa héo là hoa. Đây là một câu đố, không phải là về loài hoa nha. Nhưng mà nó là hoa. Hoa mắt, hoa, hoa tây, hoa... hoa hậu. Hoa hậu đây, đây. hoa héo đi ạ. Hoa héo không chính xác. Hoa tây, bởi vì khi chúng ta làm việc quá nhiều trong nước thì cái tay nó sẽ bị nhăn nheo lại. Nó nhăn nheo lại như người lớn tuổi vậy đó. Họ tính ra là kể ra luôn rồi á. Như vậy là Thái Trinh đã cố gắng rồi chứ không phải là không. Rất cố gắng và mang về 3 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Tiếc là hai cái bài hát không biết, hai cái câu bài hát không biết. Ủa dạ. Biết là ngon rồi. Chúng ta chờ đón sự trở lại của Buka. Gì vậy? Dạ, đi sao á. Sao dạ, phải biết vậy, nãy lên trước được rồi, phòng chờ sao á. Thái Trinh mang về 3 đáp án liên tiếp chính xác. Việc của mình là mang về 4 thì chiến thắng. Xin mời. Khó lắm hả? Dạ không, khó đâu. Harry thấy là Puka là giống như là gì ta? Thần đồng. Thần đồng. Ủa nhanh như thế. Học chơi nhiều có kinh nghiệm. Và thật ra thì có nhiều cái bộ câu hỏi vừa rồi á, nó liên quan tới em lắm. Theo kinh nghiệm của chị thì thấy như vậy. Dạ. Yeah. Còn em trả lời khờ được hay không thì cái là chuyện của em. Ủa? Chị nói quề vốn quá chị ơi. Tức chị quá đi. Quề vốn ghê, nói trước nói sau cũng vậy. Mấy người có tuổi muốn làm gì làm. Thiệt chứ, dù ai mà cũng có tuổi hết rồi. Hồi nãy kêu Buka là thần đồng là cũng sai luôn á. Thật dạ. Ra mạch của mạch người của Việt Nam anh... người ta chỉ dùng thần đồng cho những đứa nít trẻ tuổi thôi. Đây con nít mà anh. Wow. Nít mới có 12 tuổi thôi hả? Chứ Khả Như nữa. Kính thưa quý vị, Buka đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ. Xào gì không dùng lửa? Xào gì? Xào xà. Chính xác. Rồi, lại là đố chữ. Kiến sợ loài chim nào nhất? Kiến sợ loài... Con kiến sợ con chim gì? Con kiến sợ con chim gõ kiến. Chính xác. Con vật nào thích làm thơ? Thơ có nhiều loại thơ, có cảm thơ nữa. Thơ con cóc. Chính xác.
mấy là bằng rồi con. Dễ mà, con này dễ. Con này dễ nhưng mà không suy nghĩ ra nhanh được. Khánh Vân, Thiên Án, những câu hỏi nhanh như chớp vì phải suy nghĩ quá nhiều gọi là gì? Thì gọi là gì? Thì gọi là ngán ngẩm. Chính xác. Hay quá. Trời hồi hộp theo luôn. Trời ơi, hay thiệt á. Cho chị hỏi là dạo này em hay nghe bài hát của ai? Dạ em nghe nhiều lắm. Nhiều lắm. Mới hồi sáng này em nghe bài của Tân Phúc với lại Nguyễn Đình Vũ với lại You Know Big Boy đúng không? Dạ. Chị sắp đó bài hát hả? Đó. Tủ của chị đó. Đó là tủ của em. Trời. Âm nhạc rồi đó. Kiến thức âm nhạc. Buka MP3 mà. Buka MP3 mà. Ok. Theo lời bài hát Waiting For You ca sĩ Mono Đơn Phương nhớ đến ai? Sĩ tư vấn vương. Sĩ tư vấn vương ngồi mộng mơ. Đơn Phương nhớ đến một nàng thơ. Chính xác. Buka MP3 mà. MP3 thiệt luôn á. Trời ơi. Thôi bớt chảnh bớt chảnh. Khi biết là u à. Em đến sau một cái gì? Vì cái gì? Như cái gì? Cái gì? Cái gì? Là u à. Mình chỉ là người đến sau. Trời ơi. Hay hát kỳ vậy. Nhưng mà tại vì cái giai điệu đó nó là khó hát á. Ví dụ mấy cái giai điệu bình thường thì dễ hát, cái giai điệu nó bao giờ hát giai điệu nào bình thường thử coi. Ngoài kia ấy, một cô gái như em cũng cần được yêu, cần tình yêu, cần một chút nương chiều. À đây đọc tiếp đi cô. Dạ em sẽ đi đọc tiếp. Cũng là trong bài hát trên, ca sĩ Mono đã say mê điều gì ở cô gái? Say mê điều gì? Vì đam mê giàu sang kêu bán đi hết. Phải cái gì vì say mê? Vì say mê anh Từ nha, cái này waiting for me nha. Chờ em tí. Hát kiểu một khúc say mê là được rồi, chế thêm chi vậy? Người ta hỏi cái gì trả lời cái đó. Ánh mắt. Chính xác. Quýnh quán quá. Hỏi mấy cái bài hát mà hát không được là buồn lắm. Tại vì em kiểu mà em nghĩ em hát hay á. Cái gì? Ok. Đố chữ. Bông hay dẫn gọi là gì? Bông hả? Bông đùa. Chính xác. Dễ vậy. Có lên chị ơi. Ba câu nữa thôi. Ba câu nữa chị ơi. Hoa gì càng tưới càng héo? Hoa gì càng tưới càng héo? Gọi là đố mẹo đó. Hoa gì càng tưới càng héo? Hoa tàn. Hoa. Hoa tay. Chính xác. Ta đây. Người ta đang liệt kê mà chính xác cái gì? Ủa. Tại vì anh hiểu rồi, người ta đang liệt kê mà chính xác cái gì? Em bị liệu á thiệt á. Em không biết sao có mỗi lần gặp Puka là em bị liệu hoài á. Trời ơi là trời, người ta mới liệt kê. Em yêu chị hoa tay, chính xác. Ôi là trời. Cho có đáp án đúng rồi, là đúng rồi. Chị không có nhìn em nữa đâu, chị mở quá. Chị... Rồi, trong nghề gì càng sai càng giàu? Dạ. Trong nghề gì càng sai càng giàu? Nghề sai gì? Hay sai hay là say? Sai. Sai á, ép á. Càng sai càng giàu. Ủa hết giờ hả? Hết giờ rồi. Ui. Trời còn hai câu nữa. À, 8 câu là bá giỏi rồi. Trời, tại tốn mấy cái câu bài hát nó ham hát gì không biết nữa. Bán là nghề nông sai nghề trái gì? Nghề à, sai trái hả? Là trái nhiều đúng không? Rồi. Bội thu tiểu cành đó. Dạ. Kính thưa quý vị, Puka đã đúng đáp án liên tiếp 8 câu. Ghê rợn. Cảm ơn chị. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của MC Harry Won thì Puka đã lên vị trí số 8 và hiện tại đội mình dẫn trước 1-0. Yeah. Ba tổ chức hiện đang điều phái một MC mới để lên hỗ trợ nhiệt tình. Nhưng mà nếu mà lên tới số 6 cũng được rồi. Đúng, không thật rồi nên em đã tự lên tới số 7 là đã thắng số 7 rồi. Nếu như vị trí số 6 thì dừng lại. Mà vị trí số 8, số 9, số 10 là câu hỏi dễ thì vị trí số 7 đó là do em. Thì do em, nếu như là đã lãnh được 20 triệu, còn nếu mà chưa lãnh được thì em không phải do em. Đúng rồi. Ok. Chưa có kết quả.
sợ 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 cho kiếp sợ cho chén cơm của mình mà. Hồi xưa người Việt Nam có câu là Quảng Nam hay cãi, bây giờ mới biết là Seoul hay cãi.